Hà Nội thêm 978 ca COVID-19 mới, gần 75.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm vaccine. Sở Y tế Hà Nội ngày 23 tháng 4 cho biết trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 978 ca COVID-19, Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Cụ thể, 978 bệnh nhân mắc mới phân bố tại 247 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày: Hoàng Mai 90, Hà Đông 75, Long Biên 72, Sóc Sơn 62, Bắc Từ Liêm 51. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 tính từ 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, 1.540.283 ca. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố còn gần 121.900 ca đang điều trị theo dõi. Trong số này, 382 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Hà Nội đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Một số địa phương sau khi hoàn thành tiêm chủng cho các trẻ từ 11 tuổi đã hạ dần độ tuổi, tiêm cho trẻ 6 tuổi. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, có hơn 370.631 trẻ trong độ tuổi trên cần tiêm vaccine trong đợt này. Tính từ 16 đến hết 22 tháng 4, Hà Nội đã triển khai tiêm 74.521 mũi vaccine Moderna cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Riêng ngày 22 tháng 4, có hơn 23.000 liều vaccine được tiêm cho lứa tuổi này. Nhận định của Bộ Y tế được đưa ra trong công văn do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký ban hành về việc khám bệnh, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19. Để người dân nâng cao nhận thức về hậu COVID-19, Bộ Y tế đưa ra 7 nội dung chính. Trong đó, hậu COVID-19 xảy ra ở người tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 có các triệu chứng xuất hiện trong hoặc sau khi mắc COVID-19, kéo dài 12 tuần và không thể lý giải bằng chẩn đoán khác. Các triệu chứng hậu COVID-19 rất đa dạng, có đến 203 triệu chứng khác nhau, có thể xuất hiện sau khi COVID-19 đã hồi phục, hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc tái phát theo thời gian. Triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi, khó thở, đau cơ xương khớp, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, ho, đau ngực khi các dấu hiệu triệu chứng của hậu COVID-19 làm sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài, tác động đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội, người dân cần đi khám sức khỏe. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa thực hiện khám bệnh chữa bệnh hậu COVID-19 theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép. Bộ Y tế cũng lưu ý người dân không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành sản phẩm hay các bài thuốc truyền miệng hoặc theo các nguồn tin không chính thống để chữa bệnh. Hậu COVID-19 được nhắc đến nhiều từ sau đợt dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam năm 2021, nhiều người dân phàn nàn về tình trạng mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, mất ngủ, tim đập nhanh, hay quên dù đã âm tính trở lại sau nhiều ngày. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân, nhiều cơ sở y tế công lập và tư nhân mở các khoa phòng có các gói khám, kiểm tra hậu COVID-19 từ mức cơ bản trên tiêu chuẩn, mở rộng, nâng cao đặc biệt Mức giá của các gói này cũng rất khác nhau, từ 2 triệu, thậm chí có nơi mức giá gói đặc biệt gần 25 triệu đồng. Trước tình trạng này, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị không được tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Sở này cũng yêu cầu các đơn vị không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết, không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân liên quan hậu COVID-19 bằng việc gợi ý ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu COVID-19 với giá khám theo yêu cầu. Sự đa dạng của các triệu chứng hậu COVID-19 cho thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh này không chỉ dừng tại thời điểm nhiễm bệnh mà còn kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm sau khi khỏi bệnh. Do đó, người dân cần chú ý theo dõi sức khỏe sau khi khỏi bệnh, đồng thời cũng phải thật tỉnh táo cho những gói khám chữa bệnh hậu COVID-19 đang tràn lan trên thị trường. Dù còn lo lắng về độ tuổi của các con, nhưng nhiều phụ huynh đã động viên kịp thời tới con mình khi cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19. Các em học sinh khi vào điểm tiêm được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, sau đó vào khu vực ngồi chờ đã được nhà trường bố trí sẵn ghế ngồi. Vì lứa tuổi còn nhỏ nên các bác sĩ khám tư vấn cho học sinh và bố mẹ rất kỹ. Bà Nguyễn Thị Mai Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học Mễ Trì cho biết, khi nhận được kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 từ trung tâm y tế của quận, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với trạm y tế phường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho công tác tiêm chủng một cách an toàn, hiệu quả để phụ huynh và các em học sinh yên tâm. Bà Mai Hoa cho hay, trường đã huy động các cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp lực lượng của trung tâm y tế tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện các bước chuẩn bị theo quy trình tiêm chủng. Nhìn chung, tâm lý của phụ huynh trong đợt tiêm lần này không còn nhiều lo lắng. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine 76,2%, số học sinh đăng ký tiêm 273 trên 358. Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề y, điều dưỡng Nguyễn Thu Hằng, Trung tâm Y tế Phường Mỹ Trì cho rằng, không chỉ có sự sát sao của lực lượng y tế trong quá trình tiêm vaccine cho trẻ, cần sự phối hợp theo dõi sát sao từ phía gia đình. Theo điều dưỡng Hằng, sau tiêm, gia đình cần theo dõi trẻ cẩn thận, để ý từ việc ăn, chơi của trẻ. Ông Nguyễn Đăng Tình, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm đưa cháu nội đi tiêm vaccine COVID-19, bày tỏ vui mừng khi các cháu được tiêm vaccine để yên tâm tới trường học tập. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm thông tin. Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có 23 trường tiểu học. Đến nay, trung tâm y tế quận đã triển khai tới các phường và tiêm vaccine COVID-19 cho 19 trường trong địa bàn. Với kinh nghiệm của mình, điều dưỡng Nguyễn Thu Hằng đã động viên nhiều em bé từ lo lắng đến khóc nhẹ và đồng ý tiêm vaccine COVID-19. Cô giáo Đỗ Thị Trâm vui vẻ nói: Ban giám hiệu trường tiểu học Mỹ trì đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh, người giám hộ về bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống cũng như lợi ích, tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Hôm nay, các em học sinh đều rất phấn khởi. Khác với người lớn, việc tiêm chủng cho các em còn khiến một số phụ huynh lo lắng. Đi cùng với đó là những tình huống giờ khóc, giờ cười trong quá trình triển khai. Hy vọng kế hoạch tiêm chủng ở độ tuổi này trên cả nước sẽ hoàn thành một cách an toàn và đúng tiến độ. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 20 tháng 4, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Hầu hết xã phường thị trấn đã về cấp độ dịch 1, sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới. Các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hỗ trợ của các lực lượng, các tổ COVID-19 cộng đồng và công nghệ thông tin. Ông Cương dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên khó kết thúc sớm. Số ca mắc chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Hiện Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Đến nay, toàn thành phố đã tiêm được 33.626 mũi trên 370.631 trẻ, đạt 9,1%. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ các địa phương chủ động đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu Covid-19 trên địa bàn thành phố để có giải pháp ứng phó hiệu quả đặc biệt là những đề xuất với Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu COVID-19. Ngoài ra, thì Sở Y tế tiếp tục ra soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đối với các địa phương, ông Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ, chú ý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đeo khẩu trang nơi công cộng, chú trọng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, khoa học, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ tình huống sai sót nào về hoạt động của các cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của thành phố, Phó Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc giải thể các cơ sở này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết nhằm tránh lãng phí các thiết bị y tế và huy động đưa vào sử dụng lại khi cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh Hà Nội ở mức ổn định, hầu hết các phường xã về cấp độ 1, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên địa bàn đã giảm mạnh, điều này cho thấy dịch bệnh đã bước vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, việc kết thúc dịch là điều chưa thể khẳng định do đó lãnh đạo thành phố hà nội cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch tuyệt đối không lơ là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em an toàn hiệu quả